刀，我一提起来，卖货，刀就坏蛋嘞。Kính thưa ban giám khảo, kính thưa ban giám thượng, rổ giá giá rổ rổ giá giá rổ rổ giá kính thưa ban giám khảo đang lên mồm rổ giá giá rổ rổ giá giá rổ đến giờ ra sân khấu rồi. Không ra còn đây mà không ở trên đó. Bao năm qua loanh quanh trông bếp cho mọi nhà người ta, phận việc mà quên ngó đến ta. Nhưng sao mấy năm nay đến Tết không phải buộc về cháu wow. Lại còn được thịt tao hoa khôi. Hôm nay ai cũng muốn có cơ may được làm hoa khôi, bởi thường đâu được lớn lắm quyết ăn thua. Anh em ta lùi thui trong bếp, giờ ta lóe sáng cho thế gian thấy ta biết chơi. Cánh tay lên đi thôi, giây phút ta thể hiện đẹp rồi, hồi hộp như lúc mong lượt. Hôm nay ta đi thi mục đích là được tiền về nuôi con. Còn việc thì ta đã quan tâm. Bao năm ta đã báo cáo còn gì, giờ là vui chơi mặc kệ bao việc chất đông cứ đi đi. Bao công căng ra, bao tiền hút mỡ qua đâu. Thằng đang lên cao, giá điện vẫn thế lấy tiền đâu. Nên hôm nay đi thì không chịu tay trắng, giờ ta lóe sáng. Quyết tâm kiếm thêm tí cơ. Anh ơi, em đùa hết chúng nó ra đây rồi. Này, sang năm thi thì sẽ chết nào, luộm. Này, 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 đằng thi, khán đằng thi, buồn cười nhỉ, mắt thế. Ai mà biết cười? Xong rồi đấy. Thưa quý vị và các bạn, một tràng vỗ tay nữa dành cho các thí sinh. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và trên tay tôi giờ đã có kết quả, hẳn là quý vị và các bạn đang rất hồi hộp. Vâng, chúng tôi sẽ thông báo luôn. Vâng, chúng ta sẽ lựa chọn là 3 táo xuất sắc nhất để lọt vào phần thi ứng xử. Táo thứ nhất, đó là táo kinh tế. Chắc hẳn các táo cũng đang rất hồi hộp. Vâng. Và tôi xin đọc luôn táo thứ hai, đó chính là táo thoát nước. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị và các bạn đã thấy các táo đang nắm tay nhau thể hiện tinh thần đoàn kết đúng với tiêu chí của cuộc thi, đó chính là giao lưu, học hỏi là chính. Và thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một táo nữa thôi. Cho phép tôi công bố luôn, xin mời Gia Cát Lượng. Xin mời Gia Cát Lượng đứng sang đây, anh không có tên trong các táo. Xin mời anh. Hết sức thông cảm. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta có thể nhận thấy hai táo đã lọt vào phần thi ứng xử, đó là táo kinh tế và táo thoát nước. Hai táo là nam giới, và chắc hẳn ban giám khảo cũng như quý vị khán giả luôn tìm thấy một sự cân bằng nhất, hợp lý nhất khi lựa chọn. Đúng rồi, cỗ nào chẳng có thịt gà, đàn ông phải có đàn bà nó mới vui. Đúng. Vâng, xin mời. Xin mời. Dạ, hãy đứng vào đúng vị trí của mình đấy.